Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và phu nhân, toàn quyền Australia, Kristin Brasser và phu quân đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Vào khoảng 5 giờ sáng nay, trong lúc các tiểu thương chợ Long Hòa, thành phố Cần Thơ đang họp chợ, bất ngờ một đoạn sông dài gần 100 mét đổ ập, khiến 2 người chết và 12 kiosk bị nhấn chìm. Hàng nghìn người dân thành phố Marrakech của Maroc đã xuống đường tuần hành lên án vụ đánh bom đẫm máu xảy ra hồi tháng trước tại đây, cũng như kêu gọi tiến hành cải cách toàn diện. Cơn bão nhiệt đới có tên Air đã đổ bộ vào khu vực miền trung Philippines với sức gió mạnh nhất lên tới 100 km/h. Bão kèm theo mưa lớn và gây ra lở đất, làm 11 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Chiết và phu nhân, toàn quyền Australia Quintin Brasser và phu quân đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sáng 9 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức toàn quyền Australia Quintin Brasser và phu quân đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Tại buổi tiếp sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết nhiệt liệt chào mừng toàn quyền Quintin Brasser thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của bà toàn quyền sẽ mở ra nền tảng phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết cảm ơn chính phủ và nhân dân Australia đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ giúp đỡ to lớn, có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là về viện trợ ODA. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nhà nước và nhân dân Việt Nam, toàn quyền Quintin Brasser nhấn mạnh, sau các chuyến thăm của Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Australia, mục đích của chuyến thăm lần này là mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Australia luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và toàn quyền Quintin Brasser đã cùng nhau thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường và mở rộng toàn diện quan hệ Việt Nam-Australia. Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia theo tinh thần quan hệ đối tác toàn diện. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đề nghị tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia. Cùng với đó, chính phủ hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Australia tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam tham gia những dự án về khai thác dầu khí, khai khoáng than tại Australia, tạo điều kiện cho các mặt hàng nông hải sản của hai nước thâm nhập thị trường của nhau. Hai nước cần tranh thủ lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand để đẩy mạnh các hoạt động thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, dẫn độ tội phạm, phòng chống thiên tai, hợp tác về giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Cũng trong ngày 9 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp toàn quyền Australia Quintin Brasser cùng đoàn đại biểu cấp cao đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng bà toàn quyền Quintin Brasser lần đầu tiên có chuyến thăm nhà nước tới Việt Nam và tin tưởng rằng tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Julia Gillard tháng 10 năm 2010 và của Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd tháng 5 năm 2011, chuyến thăm lần này của toàn quyền sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam-Australia đang ngày càng phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại hai chiều hai nước tăng với tốc độ khá cao, đầu tư của doanh nghiệp Australia vào Việt Nam tiếp tục tăng. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục khuyến khích và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia đầu tư vào tất cả các lĩnh vực, đồng thời cảm ơn Australia đã ưu tiên cho Việt Nam trong việc viện trợ phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân Việt Nam, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ổn định tại Australia. Ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, toàn quyền Quintin Brasser khẳng định Australia sẽ tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, tiếp tục dành ưu tiên cho Việt Nam trong viện trợ phát triển ODA cũng như hợp tác giáo dục, đào tạo và y tế. Toàn quyền Quintin Brasser nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước, cho rằng hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầy tiềm năng này để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ngày 8 tháng 5, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia sau 2 ngày làm việc khẩn trương và tích cực. Sau đây là tổng hợp của phóng viên chuyên trách Thông tấn xã Việt Nam về nội dung của hội nghị cũng như hoạt động của Thủ tướng nước ta Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị lần này.
Tại các phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã kiểm điểm việc thực hiện lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN và triển khai sáng kiến kết nối ASEAN, trong đó xác định các ưu tiên và mục tiêu cụ thể cần đạt được trong năm 2011 và các năm tiếp theo, chỉ định cơ quan đầu mối triển khai, tăng cường công tác điều phối giữa các cơ quan trong từng trụ cột và giữa ba trụ cột. Các nhà lãnh đạo nhất trí coi triển khai kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN là một trong các ưu tiên hàng đầu hiện nay của ASEAN và đây sẽ là cơ sở quan trọng đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết vào năm 2015. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy các công cụ chính trị an ninh hiện có của ASEAN, trong đó có Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á TAC, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân, Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ARF, cũng như tiếp tục xây dựng các chuẩn mực ứng xử chung nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế. Tại các cuộc họp hẹp, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận các chủ đề cấp cao Đông Á mở rộng, các biện pháp tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN và nâng cao vai trò quốc tế của ASEAN cùng những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Với tư cách chủ tịch ASEAN năm 2011, Indonesia cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của khối, tăng cường các sáng kiến nhằm đưa ASEAN trở thành một khối đoàn kết, thống nhất, hòa bình và phát triển, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Hội nghị ASEAN cấp cao ASEAN lần thứ 18, đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Indonesia và cái chủ đề lớn nhất mà hội nghị đưa ra và cũng là xuyên suốt trong năm 2011 đó là cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu. Và với cái chủ đề như vậy thì cũng để thể hiện rõ là ASEAN vượt ra khỏi tầm, đóng với vai trò lớn hơn, vượt ra khỏi tầm ở khu vực, vươn ra ngoài thế giới. Vì sau 43 năm hoạt động thì ASEAN với cái vị thế hiện nay là một cái tổ chức là thành công. Do đó với cái chủ đề này thì các nước ASEAN mong muốn là ASEAN có vai trò lớn hơn. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu nêu bật tình hình thực hiện lộ trình xây dựng cộng đồng và kết nối ASEAN, trong đó nhấn mạnh những lĩnh vực ưu tiên tăng cường hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thực hiện sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 2 và thực hiện những cam kết trên cả cấp độ khu vực và quốc gia, đặc biệt là các dự án trọng điểm và ưu tiên nhằm tăng cường kết nối ASEAN cả về hạ tầng, thể chế và người dân, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án như xây dựng mạng lưới đường bộ ASEAN hay tuyến đường sắt Singapore-Kunming. Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN cần tăng cường hiệu quả phối hợp và có biện pháp vận động hiệu quả nguồn lực hỗ trợ cho thực hiện kế hoạch kết nối, nhất là từ các nước đối tác, các nhà tài trợ và các nguồn xã hội hóa. Đoàn Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào tất cả các cái lĩnh vực liên quan trong cái hội nghị cấp cao lần này. Có thể tiêu chung là có mấy cái lĩnh vực như thế này. Một là đoàn Việt Nam đã và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tại các cái phiên họp chính thức cũng như các phiên họp hẹp, trong đó là nêu bật là việc thực hiện cái lộ trình để xây dựng cộng đồng ASEAN của năm 2012-2015 và kế hoạch liên kết của khu vực, cũng như là phát biểu trên tất cả ba cái trụ cột lớn của ASEAN. Cái lĩnh vực thứ hai đó là làm sao mà tăng cường cái vai trò của ASEAN trong các cái việc vấn đề với khu vực cũng như trên thế giới, trong đó các vấn đề đảm bảo là cái cơ cấu của ASEAN được đóng góp vai trò vào cái vai trò trung tâm. Cái lĩnh vực thứ ba, Thủ tướng là đã tham gia vào các cái diễn đàn, trong đó có diễn đàn với lại AIPA là tổ chức liên quốc hội của ASEAN, cũng như các diễn đàn với thanh niên và đóng góp vào những việc là làm sao tăng cường cái phối hợp cũng như vai trò của các cái tổ chức này. Trong thời gian tham dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lào và Thái Lan, Tổng thống Indonesia và Myanmar để thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam, 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 năm 2011 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã đến dự.
Cách đây 60 năm, ngày 14 tháng 5 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành công thương Việt Nam. Trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, các thế hệ ngành công thương Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 60 năm, đến nay ngành công thương đã trở thành ngành có đóng góp lớn nhất trong GDP và thu ngân sách hàng năm của cả nước, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, công nghiệp phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 15% một năm trong 10 năm qua, nắm giữ nhiều lĩnh vực sản xuất then chốt của nền kinh tế. Trong nhiều năm qua, kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng cao, năm 2010 đã gấp 92 lần năm 1986, cơ cấu hàng xuất khẩu được chuyển dịch theo hướng tích cực. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực, những thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành công thương Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 60 năm qua. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị ngành công thương cần tiếp tục nỗ lực để hình thành đồng bộ và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển, làm tốt công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng, lãnh thổ, các chương trình phát triển và các dự án quan trọng của ngành, có các giải pháp đồng bộ và phù hợp để phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống rất tự hào của mình, cán bộ, công chức, viên chức, ngành công thương sẽ phát huy những thành tích to lớn đã đạt được, ra sức khắc phục những yếu kém, hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.